Thóc xin chào tất cả mọi người nha. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì ở dưới cái bờ sông mà chỗ Thóc với thằng Khánh thường ra làm mấy cái món ăn với đi tắm ở đây mọi người. Thì bữa nay nước sông nó rất là cạn luôn nha. Hiện tại là nước nó đang cạn thôi chứ cũng chưa có cạn nhiều lắm. Thì ở dưới cái dòng sông này nó rất là nhiều hến luôn nha mọi người. Thì bữa nay Thóc với Khánh là đi bắt mấy con hến này để về mình làm hến trộn muối ớt phơi nắng nha mọi người. Cái món này ăn thì nó cũng rất là ngon luôn. Bây giờ mọi người cùng với Thóc đi bắt mấy con hến này nha. Mà bắt được cái con hến này nó cũng khá là dễ mọi người. Thì mình cứ lội xuống cái bãi bồi, cái phía mà gần cái lòng sông á, mình mò tay xuống là đụng đó nha. Còn để đựng được mấy con, trong lúc mà mình mò mình đựng được mấy con hến á, thì mình lấy cái son như vậy nè. Đây nè, thấy không mọi người, thấy không? Lấy cái son này mình cuột cái quai vô cái quai của cái son này, rồi mình cuột vô người mình thả trôi theo cái dòng nước nha. Này mọi người thấy không, giống như thằng Khánh ở đây nè, nó đây nè, nó không có cái son trôi trôi theo nó. Khá là nhiều mấy con hến này luôn nè mọi người. Để cho mò mò ở đây nè, bắt lên một cái là 3-4 con nè. Mấy con hến này nè nó không có được to lắm nha mọi người. Ở đây sông thì cũng cái sông này cũng khá là lớn mọi người. Đây nè, cái con rồi nè. Mọi người thấy cái con sông này đẹp không? Bình thường thì nước lớn mình Thóc với Khánh chỉ ở chung quanh ngay chỗ cái bờ kè đó thôi, thì có tắm xong thì cũng chỉ lội vòng vòng đó thôi. Còn bữa nay đi mò mấy cái con hến này đi quay cho mọi người coi cái cảnh đẹp ở với cái con sông này nha. Đây nè mọi người, đây mọi người thấy không, cả không, cái con hến này nó không được to lắm nha mọi người, nó chỉ nhỏ 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 cỡ này thôi. Khánh nó đang ở tuốt đằng kia nè,
Ừ, thấy đã không? Thì đây là cái số hến mà từ sáng giờ Thóc với Khánh lội sông mò bắt được nha mọi người. Này mọi người thấy đã không? Hến thì nó cũng con nó cũng vừa vừa thôi chứ nó cũng không được to lắm nha mọi người. Có mấy con cũng vừa vừa như vậy nè. Thì bây giờ Thóc với mọi người sẽ lên ngâm nó cho nó nhả bớt cái sình của nó ra nha. Rồi mình mới làm cái ớt với muối ớt mình phơi nắng cho nó chín nha mọi người. Thì đây là mấy con hến mà lúc sáng Thóc với Khánh đi mò được nha mọi người. Thì sáng giờ là ngâm nước nó nhả bớt sình đây nè. Bây giờ sẽ đi rửa lại một lần nữa thì mọi người cùng với Thóc làm muối ớt để ớt nó mình đem đi phơi nắng nha mọi người. Thóc vừa trộn muối ớt cho mấy con hến nha mọi người. Rồi, mọi người nhìn hấp dẫn không? Thì bây giờ sẽ đem đi phơi nó nha. Cái này mình phơi khoảng tầm 2-3 tiếng gì đó. Cho nắng nó nóng rồi nó nhả cái miệng của con hến ra rồi mình mới ăn được nha mọi người. Thì, món hến của Thóc cái này phơi nắng chín rồi nha mọi người. Thì là nó không có mở cái miệng vỏ của nó ra nhưng mà ở trong là nó chín nha mọi người. Rồi ăn Khánh. Nè. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Cái muối ớt mình trộn vô nó dính trên cái vỏ của con hến nè. Nó cay cay mặn mặn ngon lắm mọi người. Cho Khánh ăn cho mọi người xem nè. Cái này là lấy ra rồi nè mọi người. Mời mọi người nha. Ở cái ruột á. Nè mọi người thấy đã không? Nè. Cắn nó bể rồi nha. Ngon quá. Đây là mọi người nhìn hấp dẫn không? Cái phần ở ngoài nó có dính ớt, nó hay cay cay ngon lắm nha. Mình muốn cắn được cái con hến này ra mọi người. Cắn ở giữa ngay cái phần đuôi của nó là ngay đây nè.
cái vị nó giống giống như mình ăn sầu huyết vậy mọi người. Sầu huyết tái á. Thấy ngon không? Thật sự cái này để ớt hơi bị nhiều nên nó cay quá. Cay mà nó ngon quá. E răng anh nó bị e răng không không ăn nổi mọi người lắm. Phần vỏ ngoài của nó dính làm cái muối ớt ăn ngon lắm mọi người. Hến này nó hơi dơ tay một tí mà nó ngon. Cay quá không nổi luôn. Lúc làm chảy ớt nó hơi nhiều á. Cay quá, nó ngon nhưng mà nó cay quá. Chắc là Thóc sẽ